Chào các bạn, thì hôm nay là 30 Tết, mình sẽ nấu một vài món để mình cúng 30. Không biết nhà các bạn có cúng giống như mình hay không, hay là có nấu những cái món giống như của mình hay không. Thì hôm nay mình làm cái video này mục đích là muốn chia sẻ những cái món mà mình sẽ cúng hôm 30 ha các bạn. Đầu tiên là món canh, thì ở đây là mình có canh khổ qua dồn với lại cá thác lát. Thì khổ qua, cá thác lát của các bạn có thể là thêm thịt nạc xay cũng được ha, nhưng mà mình thì chỉ dồn cá thác lát thôi. Rồi một ít hành ngò nêm canh cho nó thơm. Món thứ hai là cái món mì xào. Thì ở đây là mình có dùng mì trứng nè ha, mì trứng nè các bạn. Và mình sẽ xào với lại tôm. Đây, tôm. Và cái rau xào mì thì mình sẽ xào bằng cái rau cải cầu vồng ha các bạn, có rất nhiều màu nè, đẹp đẹp phải không? Màu vàng, màu xanh, màu trắng, rồi đỏ, hồng. Các bạn có thể là xào với lại cải ngọt và thịt ba rọi cũng được. Rồi cái món thứ ba là cái món xào, thì ở đây là mình sẽ là đậu đũa mình xào với lại thịt bò ha, đậu đũa nè và thịt bò. Thịt bò này các bạn muốn cắt nó thành từng cái lát mỏng đó, thì mình có thể là cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh ha, mình để nó khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó cho nó đông đông lại ha, rồi mình cắt được thì mình sẽ cắt được những cái lát nước là mỏng. Ngoài ra còn một cái món thứ tư, đó chính là món thịt kho tàu. Đó, thì đây là cái nồi thịt kho tàu nè, ngày hôm qua là mình đã kho rồi nên là hôm nay mình chỉ hâm lại thôi. Đây nè các bạn, rất là đẹp đúng không các bạn. Kho tàu thì mình kho với lại đường thốt nốt cho nó lên cái màu đẹp và thêm nước dừa xiêm ha, nó sẽ ngon đó các bạn. Nhìn cái màu trứng kìa, nó thấm luôn á, rất là ngon. Rồi cái bò sau khi mà mình cắt nó lát thật là mỏng ha các bạn. Đây nè, những cái lát nước bò rất là mỏng luôn. Thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây là khoảng 4 tép tỏi ha. Mình đập dập nó ra rồi mình cắt nó nhỏ nhỏ, mình ướp bò. Mình cho vào đây là khoảng 3 muỗng canh nước tương. Rồi 3 muỗng canh nước tương ha, các bạn cho vào đây là một thìa cà phê đường phèn ha. Rồi một thìa cà phê hạt nêm. Một chút xíu tiêu thôi, khoảng nửa thìa cà phê tiêu thôi cho nó thơm. Và một thìa cà phê dầu ăn. Rồi các bạn cho vào đây thêm là một muỗng canh tương ớt nữa nha. Rồi sau khi cho tương ớt vào xong á, thì mình trộn cái phần bòi lên ha các bạn. Mình ướp nó khoảng 10 phút 15 phút thôi là mình có thể đem đi xào được rồi. Tại vì bò mình đã cắt ra rất là mỏng rồi. Ướp cái bò này xong á, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần nhân cá thác lát ha. Mình cũng quết nó rồi mình cho một ít gia vị vào các bạn, rồi mình mới nhồi vào trong cái trái hũ qua. Rồi về cái phần cá thác lát á, thì đầu tiên là mình cho nó vào trong một cái tô như thế này ha các bạn. Rồi mình sẽ cắt một ít hành ngò để mình nêm vào trong cái phần cá thác lát này cho nó thơm. Thì lưu ý các bạn là khi các bạn rửa hành thì đôi khi là cái phần nước á, nó sẽ thấm vào trong cái phần bên trong cọng hành này nè. Thì nó sẽ làm cho cái hành của mình nó có nước bên trong. Thì khi mình ướp vào con cá thác lát mình quét lát nữa nó không có được dai. Nên là khi mà các bạn rửa xong rồi các bạn bóp nhẹ cái hành lá ha, cho nó chảy hết nước đi. Thì mình ướp cái thác lát mình một lát nữa sẽ dai ngon. Rồi hành lá để ướp vào trong cái thác lát á, thì mình cắt cho nó nhuyễn ha các bạn. Rồi bây giờ để quết cái phần cá thác lát này á, thì mình sẽ nêm vào đây một chút xíu gia vị ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu hạt nêm nè, khoảng một thìa cà phê. Ở đây là mình có 600g cá thác lát ha. Một chút xíu tiêu cho nó thơm, khoảng một thìa cà phê luôn. Rồi 2 thìa cà phê đường phèn, 4 thìa cà phê dầu ăn. Rồi mình sẽ cho vào đây là 4 thìa cà phê nước mắm ha. Bây giờ mình sẽ quết cái phần cá thác lát này lên. Khi mà quết cá thác lát thì lưu ý một điều là các bạn phải quết cho nó thật là mạnh tay nha các bạn. Các bạn đè mạnh xuống á. Rồi đó, cứ đè mạnh xuống như thế này. Mình quết nó theo một cái dòng như thế này nè, chiều kim đồng hồ á. Thì mình quết nó khoảng 15-20 phút thì cá nó sẽ rất là dai. Thì khi đó là mình nhồi vô trong cái hũ qua ăn rất là ngon. Rồi sau khi mà các bạn quết cá thác lát xong rồi thì mình để nó một chút đi ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái trái hũ qua này ha. Các bạn lấy dao các bạn cắt nó một đường nè, rồi mình lấy cái banh nó ra vậy đúng không? Nè các bạn thấy rõ không? Rồi các bạn lấy ngón tay á ha, mình là lần theo bên trong ruột nè, thì mình sẽ lấy được cái ruột cái trái hũ qua ra nè. Đó. Để chút nữa mình nhồi cái phần cá thác lát vào bên trong thôi chứ không có gì. Rồi ha, khổ qua sau khi mà các bạn dồn cái phần cá thác lát vào bên trong á, nếu mà còn dư cái phần cá thác lát á, thì mình vo thành những cái viên tròn tròn để mình nấu chung với lại canh luôn. Khi mà làm cá thác lát này nè các bạn đeo bao tay vào ha, đeo bao tay vào thì nó làm sẽ dễ hơn.
Rồi cái khổ qua sau khi các bạn dùng cái thắt lát vào xong thì mình để cho nước sôi rồi mình mới cho vào. Bây giờ mình sẽ đi ướp tôm ha. Ướp tôm thì mình cho vào đây một chút xíu muối nè, khoảng nửa thìa cà phê muối, một thìa cà phê cũng được. Rồi một thìa cà phê hạt nêm, một chút xíu tiêu, một chút xíu đường, khoảng nửa thìa cà phê đường. Rồi mình sẽ trộn cái phần tôm này lên và mình ướp nó. Rồi sau khi nước sôi rồi thì bây giờ mình sẽ thả củ qua vào. Khi mà các bạn làm củ qua thì các bạn vẫn để cái phần cuống của nó ha, đừng có cắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần cá thác lát viên vào luôn. Cái mì để xào thì các bạn luộc lên ha, luộc lên cho cái mì nó hơi mềm một xíu rồi mình đem đi xào. Rồi bây giờ để xào mì thì các bạn phi tỏi cho nó thơm lên ha, rồi mình cho cái tôm vào mình xào nó trước. Khi mà các bạn thấy con tôm mà nó vừa hồng lên á thì mình sẽ cho mì vào. Đây, cái mì này các bạn bây giờ các bạn có thể là cho vào đây thêm một chút xíu nước tương nữa ha, để cho mì mình nó đậm đà là được. Để cái cải mình nó có cái màu xanh đẹp đó các bạn thì các bạn nên luộc sơ cái cải riêng ha, rồi mình cho vào trong cái mì này mình xào. Thì cái cải mình nó sẽ khi mà các bạn dọn ra dĩa thì nó sẽ có màu đẹp mắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ rắc lên đây thêm một chút xíu tiêu cho nó thơm. Bây giờ để làm cái món đậu đũa xào thịt bò thì mình phi tỏi cho nó thơm lên, rồi mình cho một cục bơ vào. Khi nào mà cái bơ này nó chảy ra thì các bạn cho cái phần đậu đũa vào ha, mình xào đậu đũa trước rồi mình mới cho thịt bò vào. Rồi khi đậu đũa mình nó đã hơi chín rồi ha các bạn, nó hơi mềm rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Cho thịt bò vào thì các bạn xào nó khoảng 1 phút 2 phút rồi ha, cho thịt bò nó vừa chín là được. Rồi cái bò đặt xào với lại đậu xong rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt lửa ha. Mình cho lên đây một ít cái phần hành ngọt cho nó thơm. Rồi một chút xíu tiêu nữa. Ok, nói chung là xong xuôi hết rồi, bây giờ mình sẽ bày ra dĩa và cũng như là chuẩn bị cúng gần tới 12 giờ rồi ha các bạn. Rồi sau khi cúng xong thì bây giờ là đốt với tiền nhận bạc thôi. Thì đốt thì mình sẽ đốt ở trong nhà trước rồi mình mới đốt ở ngoài sân sau.